Xin chào các bạn. Xem bản đồ, vẽ bản đồ và chúng ta có thể thiết lập cái khu vực làm việc trên bản đồ là một tính năng mà vô cùng nổi bật ở trên chiếc máy Roborock Gen 2 của Xiaomi. Thì hôm nay Robotics Việt Nam sẽ giới thiệu về cái tính năng này cũng như là hướng dẫn các bạn cái cách mà sử dụng cái tính năng này hiệu quả nhất. Thì để sử dụng cái tính năng về bản đồ ở trên máy Xiaomi Roborock Gen 2 hoặc chúng ta sử dụng máy Xiaomi Gen 1 cũng sẽ có tính năng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ mở ứng dụng MI Home mà chúng ta đã cài đặt lên. Thì mình sẽ chọn cái máy Roborock. Đây là bản đồ mà hiện tại máy đang quét cho chúng ta thấy. Để xem được cái lịch sử mà hoạt động của máy thì chúng ta sẽ vào cái dấu ba chấm ở trên góc phải trên cùng của ứng dụng. Sau đó thì bạn sẽ chọn mục Cleaning History. Ở đây thì chúng ta sẽ xem được lịch sử hoạt động các ngày của máy. Ví dụ mình xem ngày 14 tháng 1, 8 giờ 15 phút, máy đã hoạt động được 50 phút và làm sạch được 41 mét vuông. Mình xem bản đồ thì chúng ta sẽ thấy được là máy, những cái vị trí đường màu trắng là máy đã đi qua và làm sạch. Thì dựa vào việc xem bản đồ này thì chúng ta sẽ xem các cái đồ đạc mà bị vướng ảnh hưởng đến cái việc làm sạch trên cái diện tích mặt sàn của máy. Ok, đây là tính năng đầu tiên là mình sẽ xem được cái bản đồ sau khi máy làm việc xong. Và quay trở lại cái màn hình ứng dụng chính thì ở đây có hai tính năng mà mình sẽ giới thiệu. Một là tính năng vẽ bản đồ. Chúng ta có thể vào cái phần Edit Map ở góc phải trên cùng để chúng ta tùy chỉnh cái bản đồ này. Thì ở cái mục vẽ bản đồ này thì chúng ta sẽ có cái tùy chỉnh là Barrier Tabs. Ở đây thì mình sẽ thiết lập một cái khu vực ngăn chặn giống như là cái tường ảo ở các cái máy robot hút bụi khác. Tuy nhiên là với Xiaomi thì chúng ta chỉ cần vẽ ở trên bản đồ mà chúng ta không cần phải cái thiết bị tường ảo vật lý. Ví dụ ở phần bên trong này của nhà mình là phòng ngủ mà mình không muốn máy nó chạy vào phòng ngủ thì mình có thể tạo một cái barrier đây. Đấy, nó tự nó đo là 1,8 mét ở cái khu vực này. Đấy, thì máy nó sẽ đang ở vị trí màu vàng là con robot và nó sẽ chỉ đến cái vị trí barrier này, nó sẽ không đi vào trong phòng bên trong nữa. Nếu bạn đã thấy rồi, nếu như chúng ta xác nhận như vậy xong thì chúng ta chọn save để ghi lại. Rồi tiếp tục, nếu mà bạn muốn vẽ bản đồ với tính năng là bạn sẽ vào tiếp mục Edit Map thì chúng ta sang cái mục là thứ hai là một cái tính năng là No Go Zone. Trong cái bản đồ phòng khách nhà mình đây có một vị trí ví dụ như là bếp, mình không muốn máy nó chạy vào thì mình sẽ khoanh cái vùng này, đây cái vị trí này, đây là cạnh bếp này, chỗ bếp này. Đấy, mình chọn Save để ghi lại. Thì ở cái khu vực màu tím này thì máy nó sẽ không đi vào, và cái khu vực một cái vết barrier này thì máy nó sẽ không đi vào trong phòng ngủ. Đấy, như vậy là một cái tính năng rất là tuyệt vời. Đấy là tính năng về bản đồ mà hiện tại chỉ có trên chiếc máy robot hút bụi của Xiaomi mới có. Còn về các cái máy của các hãng khác thì chúng ta chưa có cái tính năng này. Thì đây là một cái tính năng mà nổi bật tuyệt vời ở trên cái chiếc máy này mà mình vừa giới thiệu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.